chào quý vị, chúng ta đã cùng đến với chương trình Về Nhà Đi Ăn. Quý vị thân mến, chương trình của chúng tôi được phát sóng định kỳ vào lúc 21 giờ 15 phút ngày thứ sáu hàng tuần trên kênh HTV9. Chương trình do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng với công ty truyền thông Bi thực hiện. Và ngày hôm nay, một lần nữa chúng ta đã gặp nhau trong một sân chơi rất là thú vị. Mọi người thấy cảnh trí của chúng tôi, chắc chắn rồi, tất cả mọi điều đều liên quan tới an toàn giao thông. Và đặc biệt hơn hết là trời ơi, một không gian thoáng đãng rộng rãi, một con đường trời ơi với hàng làn xe chạy. Nhưng chạy như thế nào là an toàn nhất cho bản thân mình và đặc biệt là an toàn cho những người xung quanh nữa. Và hy vọng rằng chúng tôi sẽ lan tỏa những thông điệp cực kỳ thú vị về an toàn giao thông cho chính tất cả quý vị mỗi tuần. Và tuần này như thường lệ, chúng ta vẫn sẽ có hai đội chơi. Họ sẽ phải trải qua 4 vòng thi. Vòng đầu tiên khởi động, vòng thứ hai hợp sức, vòng thứ ba vượt chướng ngại vật. 3 vòng thi này chúng tôi sẽ tổng kết số điểm của hai đội chơi. Đội nào có điểm số cao hơn họ sẽ có cơ hội bước vào vòng thứ tư mang tên Về Nhà Đi Ăn và chinh phục giải thưởng là 50 triệu đồng. Để xem họ là ai ngày hôm nay quý vị nhé. Xin mời hai đội chơi. Trời ơi, thôi. Ra đường gặp mai là đụng ngay trai đẹp nè, trời ơi. Đụng ngay trai đẹp nè, trời ơi. Uống rượu bia là không được chạy xe. Đó. Rượu bia là không được chạy xe. Đó, bây giờ trước tiên là tôi phải giải quyết. Trời ơi, em nhức đầu quá. Bé, tự trọng bé, tự trọng. Ngân, tự trọng em. Ngân hay nhức đầu quá, đếm sức dầu gió. Thôi, đừng có nhức đầu nữa Ngân ơi. Thôi em sao đó, bé nó mê anh thôi mà, đúng không em? Dạ không. Bé nó mê anh thôi mà, đúng không em? Dạ không. Rồi. Anh nói gì? Bởi anh xin lỗi. Em đã cứu anh rồi. Thôi bây giờ mình qua hai đội chơi rõ ràng coi nè. Hôm nay hai đội chơi của chúng ta có một màn chào sân hơi đụng nhẹ ha. Bên đây thì là thấy trai đẹp ở trên đường rồi, đôi khi mình đã trao đảo tay lái ha. Như vậy là không an toàn giao thông. Còn bên đây thì uống rượu bia ha. Không được lái xe. Không được lái xe đó. Bây giờ là như thế nào? Không biết là các bạn cảm giác khi đến với chương trình ra sao? Đầu tiên Kiều Ngân cùng với bạn chơi của mình giới thiệu nè. Xin chào tất cả mọi người, xin chào quý vị khán giả, xin chào anh Minh Sù, chào đội chơi bên kia. Mình tên là Huỳnh Điều Kiều Ngân, mình là diễn viên, còn đây là bạn chơi của mình. Em là Minh Khôi, là sinh viên. Đây là một nữ minh tinh trong làng phim sitcom. Ngại quá à. Ngại gì, em giới thiệu bạn em nhiều nhiều xíu coi, Minh Khôi, bé sinh viên hết. Bao nhiêu tuổi? Đó. Em năm nay 23 tuổi. Em có người yêu chưa? Chưa. Hay quá anh ơi. Hỏi thay tiếng lòng cho em, chưa có người yêu hả? Cái gu của em như thế nào? Gu em đây nè. Hết hồn luôn á. Con bé nó chỉ mà. Ủa em ơi, em tới đây để em thi chương trình tìm hiểu về luật giao thông chứ không phải là hẹn hò hay là tìm người yêu lớn tuổi. Lái máy bay cũng có luật giao thông nha em. Luật máy bay luôn à. Phải có bằng thì mới lái được nha. Thôi anh nói đùa vậy thôi. Chứ trong chương trình này tất cả mọi điều liên quan tới luật giao thông. Em đã có bằng lái xe gì rồi? Dạ em có bằng lái xe A1. Còn em? Em có bằng lái xe đạp rồi. Ai cấp bằng cho em vậy? Má em. Đồng ý. Thôi ơi, lái xe đạp có bằng luôn á. Thôi giờ đội này bình tĩnh nha. Tôi hỏi đội bên này để coi có bằng gì rồi. Nào, Tico Tiến Công cùng với người bạn chơi giới thiệu nha. Xin chào tất cả mọi người. Ngày hôm nay thì Tico Tiến Công rất là vui khi đến đây tham gia chương trình này. Và nghề nghiệp của mình là diễn viên. Còn đây là bạn cùng chơi của mình là Phượng Nguyễn. Xin chào tất cả các bạn. Xin chào anh Minh Sù và đội chơi kế bên. Em tên là Phượng Nguyễn, hiện tại em là sinh viên năm 4 trường Nhân Văn. Không biết là cái cơn gió nào đã kết hợp hai anh em lại với nhau? Dạ là cơn gió lạ. Cơn gió em lạ thì thật sự là em rất là muốn củng cố về cái luật giao thông của mình. Tại vì sắp tới em có ý định là sẽ thi bằng lái ô tô. Nên là phải củng cố về kiến thức trước khi mình đi thi thì nó sẽ chắc chắn là mình được cái bằng lái hơn. Hợp lý. Còn em thì sao? Có bằng gì rồi? Dạ em có bằng bằng A1. Ừ, A1 rồi. Các bằng này ai cũng có ha. Nếu như mà có được một chiếc xe máy. Em thi hai lần mới được bằng A1. Ý cha. Cái này hay à. Anh thấy lo lắng quá, chết rồi. Sao mà rớt? Đội mình anh thấy hơi lo rồi nha. Thi hai lần mới được. Đừng, anh đừng lo lắng, không có sao. Không, bây giờ anh hỏi em nè, cái đợt mà thi lần đầu tiên đó, sao mà rớt? Rớt là thực hành hay là kiến thức? Lần đầu tiên là em thi kiến thức. Xong em đổi kiến thức rồi, ừ. Em vô thực hành, lái kiểu S rồi ra luôn. Ra luôn. Em là thấy xong thường rồi. Là thi kiến thức là khó thôi, chứ đúng. Thi thực hành rất dễ, lái cái là đậu liền. Nhưng cô này là ngược lại. Yeah. Đó, rồi lần hai là mình đậu cả hai. Lần hai em được 95 điểm. Trời ơi, vậy là ngon rồi đúng không? Đến với chương trình này, nếu như mà tính điểm về chấm ai đúng á thì được điểm thì bình thường quá rồi. Còn đúng thêm cái điểm phong cách nữa. Đó. Bây giờ bên đây nghĩ ra một câu, bên đây nghĩ ra một câu về an toàn giao thông. Thơ cũng được, bây giờ mình đối thơ với nhau. Đối thơ hả? Đúng rồi. Bây giờ mình có một cái phát pháo đầu tiên.
Em rồi, em biết rồi. Em biết rồi. Câu đầu tiên, bên đây không biết gì đâu. Đó. Bên đây mà biết thì hơn bên kia nhiều. Thì đúng, cũng đúng. Tiếp, đổi lại. Bên đây thì sẽ làm liều. Liều thì liều nhưng phải an toàn. Anh thấy con bé này nó vừa đúng vừa sai. Con này nó đúng ở đây là cái luật giao thông thì đúng. Ý nghĩa đúng. Liều thì liều mà phải an toàn. Ý nghĩa đúng nhưng cái cách gieo vần nó sai. Bây giờ mình bình tĩnh nha. Chứ anh thấy là cái màn chào sân vừa rồi thì nó cũng hơi đối đầu rồi đó. Ok, hai đội chơi của chúng ta cũng đã sẵn sàng chào đón hai đội chơi về vị trí của mình. Vị trí đã sẵn sàng. Và bây giờ Minh Xù muốn là các bạn phải đặt cái tên cho đội của mình để vinh danh đội chiến thắng nghe cho nó. Tico, đội của em đã thống nhất lấy tên là gì? Đội em thấy một cái phương tiện này cũng rất là dễ thương nên đặt tên cho đội mình là đội xe ba gác. Tự nhiên anh nhớ tuổi thơ dễ sợ luôn thật sự. Đúng rồi anh. Hồi xưa là cái xe ba gác đó là có ba cái bánh. Đúng rồi. Xong rồi có một cái xe nhỏ vậy, có một cái ghế nhỏ gỗ ha. Xong hồi ngồi nhỏ lên. Thì ở sớm em có một cái người làm đi xe ba gác mà bán đầu múa lân á. Dạ. Yeah. Thì mỗi chiều cái chú đó về á thì tụi em sẽ leo lên xe để chú đó chơi và chú đó chở đi một vòng ở sớm nên rất là thích. Một đội chơi rất nhiều ký ức tuổi thơ xe ba gác, liệu bên đây có hiện đại văn minh hơn? Xin mời. Dạ. Chắc chắn là hiện đại hơn rồi anh. Dạ, đội tụi em lấy tên là xe túc túc. Nó cũng là ba bánh nha Tiên Con. Nhưng mà nó khác hơn là hiện đại là xe túc túc là đến từ Thái Lan đúng không em? Dạ đúng rồi. Rồi, quý vị thân mến, hai đội chơi ngày hôm nay, một bên là xe ba gác, một bên là xe túc túc, sẽ đối đầu với nhau như thế nào? Vòng đầu tiên được mang tên Khởi Động, xin mời. Thân mến, chúng ta đang quay trở lại với Về Nhà Đi Anh và đây là vòng đầu tiên được mang tên Khởi Động. Luật chơi vòng 1 Khởi Động. Tại vòng 1 sẽ có hai lượt chơi. Mỗi đội sẽ cử một thành viên để thi đấu đối kháng với đội bạn. Người chơi sẽ bấm chuông để giành quyền ưu tiên trả lời trước. Mỗi lượt sẽ có 10 biển báo khác nhau. Trên màn hình dừng lại ở biển báo nào, người chơi phải đoán đúng tên biển báo đó. Một biển báo đúng sẽ được 1 điểm. Chúng tôi có rất là nhiều biển báo giao thông hoàn toàn khác nhau trong vòng đầu tiên này. Ai tự tin mình biết nhiều biển báo nhất giơ tay coi nè. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Dường như tôi không nên hỏi câu này. Các bạn sẽ lựa chọn thành viên đầu tiên thi đấu đối kháng với thành viên còn lại của đội còn lại. Em bất lợi thế quá. Tại sao? Xe đạp nó không có biển báo. Xe đạp em à, cũng có luật để có thể là tham gia an toàn giao thông em nhé. Bây giờ nè, năm 2020 nè, lái xe đạp mà uống rượu bia cũng bị phạt. Đúng rồi. Em đừng có tưởng xe đạp là muốn lái sao lái. Thôi mình thi đi mọi người. Xin mời các bạn lựa chọn ra thành viên đầu tiên để thi đấu. Ai đi trước nhỉ? Ai đi trước? Trời ơi, cái gì mà quyết đấu trong nội luôn. Vậy qua đây ngồi. Trời đất ơi, bên đây Tico. Em tự đi. Em tự đi luôn nhỉ? Em tự đi, em nhường lady first mà. Hai đứa em là những bạn trẻ có cái độ tuổi như nhau chứ không như là cán bộ lão thành bên đây. Ủa, ở đây lão thành nhất là anh đó. Không, anh là cũng bằng xứ Đông. Cho nên là tụi em sẽ có những cái tư duy, suy nghĩ, lập luận sẽ đồng điệu với nhau nha. Bọn em cứ cố gắng lên, không có gì mà hồi hộp cả. Sau khi anh Minh Sù nói lượt 1 bắt đầu, tụi em sẽ được nhấn chuông giành quyền trả lời trước. Bởi vì khi mà mình nhấn chuông á thì mình sẽ có nhiều lợi thế trả lời đúng nhiều câu hơn. Vậy thôi nha. Rồi cứ tuần tự như vậy, bạn này trả lời xong thì tới bạn kia. Và bây giờ quý vị thân mến, lượt đầu tiên bắt đầu. Và chắc chắn Minh Khôi sẽ là người trả lời biển báo của mình. Xin mời. Theo như kinh nghiệm của em thì đây là biển báo nguy hiểm nè. Không, cái này là biển báo có cầu tuột. Em hãy bình tĩnh. Bởi vì mình đang thi, mình đừng nghe những cái tiếng đồn ở bên này. Đôi khi cái tiếng đồn này là sai bét hết. Mời em. Theo như em nghĩ thì đây là không lưu thông trên cầu. Không lưu thông trên cầu. Và đây là đáp án chưa chính xác. Mời em. Phương. Em nghĩ là đây là cái biển báo không vượt qua cầu. Giống như bạn rồi. Em nói cái khác đi. Ba. Cầu qua không được. Hai. Một. Hết giờ. Ok, chia buồn với hai bạn. Nào bây giờ Tico với lại Kiều Ngân thử xem dự đoán ở đây là biển báo gì. Em thì dự đoán đây là biển báo là có nguy hiểm sắp tới. Lần trước của mình là có sẽ có cầu đi bộ, cầu vượt. Cầu đi bộ, cầu vượt. Còn em, Ngân? À, cái cầu vượt này bị hư đừng vượt qua. Cầu này bị hư đừng có vượt qua. Cũng là một cái ý nghĩa. Và đây là đáp án của chương trình, xin mời. Biển báo cầu tạm. Cầu tạm có nghĩa ở đây là cầu không chắc chắn.
cầu không chắc chắn thì nó nguy hiểm, đúng không? Là biển báo cho mọi người là hãy lưu ý cái việc này. Xin mời biển báo tiếp theo, lượt chơi của bạn Khôi. Mời em, đây là biển báo gì? Biển báo làn đường dành cho người đi bộ. Làn đường dành cho người đi bộ, đây là một đáp án chưa chính xác. Mời em, Phương. Ưu tiên cho người đi bộ. Và đây cũng là đáp án. Một điểm. Chưa thuộc về em. Chưa chính xác. Biển báo màu xanh là chắc chắn nó báo hiệu rồi. Để xem báo hiệu điều gì, xin mời. Đây là biển báo người đi bộ sang ngang. Xin mời biển báo tiếp theo. Rồi, xin mời em. Theo em là biển báo hình tròn màu đỏ. Mua cái gì dữ vậy, mua lần hả? Ngồi cấm xuống. Xe từ 10 tấn trở lên. Biển báo cấm xe 10 tấn trở lên. Đây là một đoán chưa chính xác. Mời em. Biển báo này là biển báo hạn chế trọng lượng dưới 10 tấn. Hạn chế trọng lượng dưới 10 tấn là một đáp án chính xác. Đúng rồi. Đó, biển báo hạn chế trọng lượng xe có nghĩa là hạn chế là dưới rồi, là dưới 10 tấn, hoặc trên 10 tấn là không được. Và đây là biển báo tiếp theo, xin mời. Đây là biển báo cấm xe tải và xe buýt. Đây là một đáp án chính xác. Đúng rồi. Biển báo cấm ô tô khách và ô tô tải, hoàn toàn chính xác. Một điểm đầu tiên dành cho em. Và bây giờ sẽ là biển báo dành cho bạn Phương, xin mời. Rồi. Em nghĩ là biển báo cấm xe chạy song song trên làn đường. Cấm xe chạy song song trên? Trên một làn đường. Trên một làn đường. Đây là một đáp án chưa chính xác. Mời Khôi. Hết đoạn đường vượt xe. Hết đoạn đường vượt xe. Và đây là một đáp án. Đây là một đáp án chính xác. Chúc mừng. Biển báo hết cấm vượt. Biển báo tiếp theo. Dễ ọt luôn. Đây là biển báo của Phượng, xin mời. Hết khu dân cư. Biển báo hết khu dân cư. Đáp án chính xác, chúc mừng. Cái này á, mình đi du lịch sẽ thấy hoài à. Tại mỗi lần mình chạy trên đoạn đường xe là mình sẽ thấy cái bảng này, nó rất là quen thuộc. Lượt chơi của Khôi, xin mời. Đường bị hẹp bên phải. Đường bị hẹp bên phải. Đây là một đáp án chính xác, chúc mừng. Biển báo đường bị hẹp về phía phải, hoàn toàn hợp lý. Bức hình tiếp theo, xin mời. Dễ. Cấm xe ô tô quẹo trái. Cấm xe ô tô quẹo trái. Và đây là một đáp án chính xác, chúc mừng. Quá dễ, quá dễ. Quá dễ luôn. Xin mời biển báo tiếp theo. Đó. Đây là biển báo mỗi người một nơi, nói về cuộc đời của hai người yêu nhau khi chia tay ra, đi trong một đoạn đường nhưng mà tách ra hai giống bên. Giống như em với Ngân ngày hôm nay đó, xoay ghế nè. 2, 3. Mỗi người một nơi. Đó. Đây là biển báo. Biển báo được rẽ hai chiều trái và phải. Biển báo được rẽ hai chiều trái và phải. Đây là đáp án chính xác, chúc mừng. Được phép. Biển báo các xe chỉ được rẽ trái và rẽ phải. Chỉ được nha. Khi mà gặp cái này thì chỉ được thôi. Đôi khi là mình đi thẳng nhưng mà không được. Gặp cái biển báo này chỉ được rẽ trái hoặc rẽ phải thôi. Và đây là biển báo cuối cùng, xin mời. Cố lên. Rất đơn giản nhưng đầy sự mạo hiểm. Nào mời Phương. Em nghĩ đây là biển báo cấm giao nhau. Không chính xác. Mời thôi. Đây là, theo em đó thì là biển báo giao nhau với đường ưu tiên. Đáp án chính xác, chúc mừng. Biển báo giao nhau với đường ưu tiên, hợp lý. Quý vị thân mến, tôi cũng không hiểu là đây là lượt chơi của các em nhỏ hay là cán bộ lão thành. Khi mà các em chơi thì ở đây là dự giờ mà ý kiến rất nhiều. Mình nhớ bà Ngân vô được mọi người ơi. Anh ơi, hai phụ huynh có hai đứa con đi thi. Không biết là các con không đủ tự tin hay sao mà cần ba mẹ hỗ trợ. Và bây giờ sẽ là điểm số. Mình đi học là mình phải có điểm, đúng chưa? Minh Khôi, con trai của mẹ Kiều Ngân, con được 5 điểm, chúc mừng. Trên trung bình rồi con ơi. Trên trung bình. Đậu là được. Đậu là được. Đậu là được. Trung bình là khá ha. Rồi, Phượng Nguyễn, con gái của ba Tico, dạ, được 3 điểm, chúc mừng. Đủ điều kiện đi thi được rồi con. Ba mẹ, thế không biết là ba mẹ có đủ tự tin để đi thi không? Các con là đã có kinh nghiệm trải nghiệm rồi. Tất nhiên là ba mẹ không có đủ tự tin rồi. Ba mẹ nhường quyền cho tụi con, cho hai con thi tiếp một vòng nữa. Thôi đi, hồi nãy giờ thấy ba mẹ còn đây chỉ bài như cái gì luôn á. Qua bến thi, vô, xin mời, đổi vị trí nào. Quý vị thân mến, và đây là lượt thứ hai dành cho phụ huynh của đôi trẻ Kiều Ngân và Tico. Giống như hồi nãy giờ các bạn suy luận phân tích, các bạn cứ thoải mái giống như vậy, chắc chắn sẽ có điểm. Và bây giờ lượt hai bắt đầu. Trời, nhường luôn. Em nhường. Xin mời biển báo đầu tiên dành cho Kiều Ngân. Trời ơi.
cấm giao nhau là một đáp án chưa chính xác. Trời ơi, Tico tầm bậy tầm bạ lắm đứa con này. Tico, biển báo là có đường giao nhau. Đây là một đáp án chính xác, chúc mừng. Biển báo đường giao nhau. Biển báo tiếp theo xin mời. Đây là lượt của Kiều Ngân, mời em. Tới khu dân cư rồi. Và đây là một đáp án chính xác, chúc mừng. Biển báo bắt đầu khu đông dân cư. Xin mời biển báo tiếp theo dành cho Tico. Dễ Tico. Tránh va chạm gây tai nạn với xe đằng trước. Và đây là một đáp án chính xác, chúc mừng. Đây, biển báo đoạn đường hay xảy ra tai nạn. Dễ quá vậy ta. Đây là một cái tip nhỏ nè. Ví dụ như thấy cái biển báo này đúng không, thì mọi người thấy là hai cái xe nó sẽ đâm vào nhau, nó sẽ có một cái uỳnh nổ ở phía giữa là tai nạn. Có một chấm than là tai nạn. Thì đây là báo hiệu nguy hiểm ở phía trước cái đoạn đường đó, thường xảy ra tai nạn hay một cái gì đó, thấy không? Tiếp tục biển báo tiếp theo. Khi thất tình với người yêu trong phim Hàn Quốc hay lái xe đâm xuống biển. Cái này là sông suối ao hồ đúng không? Bình tĩnh. Sông suối ao hồ, ví dụ như sông đi, nó sẽ rất là cạn, nó không thể nguy hiểm được. Biển thì ai mà chạy xe ra biển. Đúng thì chưa? Thì thất tình. Không, bậy. Đây là biển báo có thiệt, sử dụng thiệt ở trên đời sống thường nhật. Vậy thì đoạn đường gì nè, đoạn đường bậy. Gì? Bậy, ở đây mọi là người gì? Sai hết rồi. Đây nè, đây nè. Đây, mọi người hãy đây là gì mà nó cao dữ vậy? Cái này là cái đứng cái trên chuyền dốc nhìn xuống đồi thông. Đúng. Thì ở đây là cái gì mà nó có cái này? Đồi thông. Vậy. Đây là biển báo hạ cánh nơi anh. Về nha mọi người. Biển báo nguy hiểm gì? Phía trước có vật. Đây là một đáp án chính xác. Mấy đứa chơi mà anh mệt. Đây là biển báo kè vực sâu phía trước. Chúc mừng Kiều Ngân. Xin mời biển báo tiếp theo. Dễ thì cô. Khu tâm lửa đó em. Này là nguy hiểm lửa. Có giao nhau phía trước. Và đây là một đáp án chưa chính xác. Mời Kiều Ngân. Biển báo phía trước là đường giao nhau với đường cao tốc. Biển báo phía trước là đường giao nhau với đường cao tốc là một đáp án không chính xác. Đây, biển báo giao nhau với đường không ưu tiên. Tiếp tục biển báo tiếp theo. Trời, dễ thì cô. Biển cấm chạy gần nhau trong khoảng đoạn đường là 8 mét. Và đây là một đáp án không thể sai được, chúc mừng. Biển báo cự ly tối thiểu giữa hai xe là 8 mét, không được quá 8 mét. Chính xác. Tiếp tục biển báo dành cho Kiều Ngân. Dễ luôn. Thời tới cảm nổi cầm xe đạp. Với một người có bằng, chỉ có một bằng duy nhất là bằng xe đạp như Ngân, thì chắc chắn Ngân sẽ đoán đúng. Không thể làm sai được, phải đúng thôi. Và đây là câu trả lời phải đúng thôi, chúc mừng. Biển báo cấm đi xe đạp. Tiếp tục Tico. Đây là biển báo đằng trước có đoạn đường không bằng phẳng. Báo hiệu phía trước là đoạn đường không bằng phẳng. Đây là một đáp án sai luôn. Biển báo đường có gồ giảm tốc. Xin mời biển báo tiếp theo. Trời ơi, hai chiếc xe giống nhau, khác màu. Dạ, biển báo cấm vượt. Biển báo cấm vượt, đây là một đáp án chính xác, chúc mừng. Thích chiếc nào, anh tặng chiếc đó. Không, em vẫn trung thành chiếc xe đạp của em. Hợp lý. Trải qua 10 biển báo thì các bạn đã trả lời xong rất là nhiều những biển báo đúng. Điểm số hiện nay như sau. Tico nhận được 3 điểm cho mình, chúc mừng. Kiều Ngân. Dạ anh. Em được 3 điểm, cộng 1 là 4 điểm. Chúc mừng. Kết thúc vòng đầu tiên, chúng ta sẽ đến với số điểm của hai đội chơi như sau. Đội xe ba gác đang có 6 điểm, chúc mừng. Và đội xe túc túc nhỉnh hơn tí xíu, 9 điểm. Tạm thời đang dẫn đầu nha, nhưng đừng vội mừng. Tico thân mến, ở vòng sau điểm số sẽ nhân đôi. Dạ, em biết mà. Cái vòng đầu này em chơi cho vui thôi. Đúng. Rồi sao em chơi vui hơn. Và bây giờ hai đội chơi sẽ tiếp tục bước vào vòng thi đấu thứ hai mang tên Hợp Sức. Chúng ta cùng nhau quay trở lại với chương trình Về Nhà Đi Anh. Và đây là vòng thi đấu thứ hai được mang tên Hợp Sức. Luật chơi vòng 2, Hợp Sức. Trên màn hình LED sẽ chiếu lần lượt 5 xa hình với những tình huống giao thông khác nhau. Đội chơi sẽ bấm chuông giành quyền trả lời. Sau khi MC đọc hết câu hỏi, trả lời đúng một xa hình, đội chơi sẽ nhận được 2 điểm. Mình hay đi trên đường, mình hay rơi vào những cái tình huống như thế nào? Tico,
Em rất là sợ chạy ngoài đường mà không nhìn kỹ, em phải sợ cán của con chuột. Cảm ơn em rất sợ. Bởi vì cán chắc chắn nó sẽ chết. Dạ nó chết, nhưng mà mình lách cán nhiều khi mình té xe. Quán tính là gì khi em đúng. Chạy xe em hay bị giật mình. Đúng. Thì em rất là sợ. Có nghĩa là mình không có quan sát thật kỹ đúng trên rồi. Đường có cái gì. Giống như cái biển báo là gia súc á, cảnh đúng báo rồi. Gia súc hoặc là có những cái con vật đúng không em? Xin mời Châu ạ. Ngay cái bồng binh thì nó sẽ có rất là nhiều ngã rẽ. Thì em không biết được là cái biển báo là nó cấm đi vào đường đó hay không. Thì khi tình cờ đi vào thì bị công an có những chú công an dễ thương. Rồi cũng bị phạt tiền đúng không em? Dạ. Sau đó mình mới rút kinh nghiệm. Mời em Phượng ơi. Dạ thưa anh, là em sợ nhất là mấy người mà ở trong hẻm em đang chạy cái ùa ra. Chính xác là rất như vậy. Rất nguy hiểm. Rất nguy hiểm cho những người tự nhiên đang lưu thông rất là êm ả trên đường. Chạy trong có hẻm, một cái hẻm rất ùa nhanh. Ra rất nhanh làm cho mình thứ nhất là mình bị chao đảo tay lái, hoặc không thì mình bị mất bình tĩnh, mình có thể là va chạm vào những cái xe khác ở trên đường. Rồi tới lượt em. Là em đi trên đường em sợ nhất là bị gì rồi ta, cúp đầu rất nguy hiểm luôn á, mà mọi người cứ hả không nhắc xi nhan hoặc là ít nhất phải bóp kèn gì không, cứ cúp đầu vậy nè. Đôi khi á, trong cái bức xa hình của chúng tôi gửi cho mọi người những cái tình huống này để biết được là khi nào xe nào được quyền ưu tiên đi trước đi sau đó, hoặc là nhường đường cho xe nào để tránh gây nguy hiểm tai nạn giao thông đó. Và bây giờ sẽ là 5 bước xa hình của tuần này dành cho hai đội chơi. Bước xa hình đầu tiên, xin mời. Đấy, mọi người xem kỹ nha. Với từng loại xe hoàn toàn khác nhau, từng tuyến đi hoàn toàn khác nhau, và đặc biệt là những biển báo. Và bây giờ sẽ là câu hỏi chính thức nha. Theo tín hiệu đèn, xe nào được quyền đi là đúng quy tắc giao thông? Hết. Mời Phượng. Dạ thưa anh, là xe ô tô và xe tải. Xe tải. Xe ô tô và xe tải, đây là một đáp án chính xác. Chúc mừng. Hai điểm đầu tiên thuộc về đội của xe ba gác. Và bây giờ sẽ là bức xa hình thứ hai, xin mời. Cái này là hình ảnh mà chúng ta đang ngồi trong xe ô tô luôn. Nhưng mà mọi người để ý cái mũi tên nha. Và cái biển báo, đèn, giao thông, người đi bộ, làng đường nha. Theo luật giao thông năm 2012, người lái xe quay đầu xe như thế nào là đúng? Chưa hết. Phải có cái từ đó thì mới bắt được. Dạ vẫn chưa, em làm rớt đồ thôi. Dạ cái gì hết. Mời đội Kiều Ngân. Xe của mình sẽ rẽ trái. Xe của mình sẽ rẽ trái, nhưng rẽ trái như thế nào cho đúng các bạn vẫn chưa lập luận được. Hết thời gian, mời đồ của Tico. Cái xe này nó đang chạy hướng này lên thì anh nghĩ là chạy lên đây thằng hoành được không? Nó qua trái. Chốt đáp án chưa? Chốt. Chốt đáp án, đây là một đáp án không chính xác. Và đáp án của chương trình đó chính là phải nhường đường cho xe bus và xe tải, sau đó thì chúng ta mới được rẽ trái. Như thế mới đúng quy tắc giao thông. Bởi vì theo thứ tự thì xe tải đến nơi giao nhau trước cho nên được quyền đi trước. Do đó thì người lái xe phải nhường cho cả hai xe luôn. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với bức xa hình tiếp theo nhé. Xin mời. Xem kỹ nha. Hướng mũi tên. Và câu hỏi của chương trình là người lái xe có thể quay đầu xe như thế nào là đúng quy tắc giao thông? Hết. Mời Kiều Ngân. Trả lời đi em. Trời, không quay đầu xe được. Các bạn phải thống nhất, tại vì một người thống nhất thì tôi không có đồng ý. Em thề là câu trả lời của em đúng đi. Làm sao nè. Bạn thề được? Lỡ bạn sai thì em đúng thôi. Câu B đó, tại vì cái này là cấm hiệu trái rồi em. Cấm quay đầu đó nó phải ngược vậy nè. 4. Câu B. Nhưng mà bạn có đồng ý không? Ừ, em có đồng ý không? Thôi, em giao toàn quyền cho chị. Nhường em, nhường thôi, em. Nhường chị. Câu B là một câu trả lời chưa chính xác. Xin mời đồ của Tico. Yeah, như em đã nói rồi là phải đi A, tại vì không thể nào hoành đây được. Sáng nay em đi quay, em gây sự tích cho mọi người đó. Rất là ý tưởng. Sáng nay em đi quay, em chạy tới cái khúc đèn đỏ rồi. Em mới nhớ là em để quên điện thoại ở nhà. Thì cho nên em mới quay đầu lại. Quay đầu lại bằng cách nào? Thì em mới lật đầu, em kêu anh tài xế là quay lại liền. Anh nói là không được quay bằng cách đó. Phải chạy qua ngã tư rồi mới hoành xe lại, mới được quẹo, mới hoành đầu. Là hồi sáng nay em gặp luôn, em tốn tiền taxi gấp đôi nha. Vậy là anh chọn cái nào? Kinh nghiệm bản thân cá nhân của Tico đã giúp cho anh ấy trả lời câu này hoàn toàn không chính xác. Cảm ơn em. Ủa chứ làm sao? Giống như lời của bạn Khôi, biển báo này là cấm quay đầu cho nên là chúng ta không được quay đầu xe tại cái khu vực có biển báo như thế này. A và B đều sai. Xin mời bức xa hình tiếp theo. Có kỹ nghe. Xe màu xanh, xe tải màu đỏ. Xe của mình ở phía trước mặt luôn. Có một cái biển báo. Biển báo hồi nãy đã được mở ra ý nghĩa của nó là gì rồi. Câu hỏi của chương trình là thứ tự các xe đi như thế nào là đúng quy tắc giao thông hết. Mời Ngân. Xe mình đi đầu tiên. Không, anh đang mắc cười bé Ngân. Còn em cứ ra trả lời.
xong rồi đến xe con rồi đến xe tải. Chốt chưa? Chốt. Chốt. Và đây là một đáp án chính xác. Chúc mừng. Thấy chưa, em về là đúng lắm à. Đường xe của bạn có biển báo sắp giao với đường không ưu tiên, nghĩa là xe của bạn đang đi trên đường ưu tiên và xe ô tô tải, xe con đi trên đường không ưu tiên. Cho nên thứ tự đi như sau. Thứ nhất là xe của bạn, vì bạn đang ở trên đường ưu tiên, xe con ở bên phải không vướng cho nên được quyền đi trước. Thứ hai là xe con. Và thứ ba là xe tải, vì xe tải rẽ trái phải nhường đường cho xe đi thẳng và rẽ trái trước. Chúc mừng cho đội của Kiều Ngân đã có 2 điểm nữa trong câu hỏi này. Em cứ trả lời đi, chị bấm chuông cho. Ừ, cũng được. Và bây giờ, mỗi người một nhiệm vụ, bước lên thứ năm cuối cùng, xin mời. Cố lên đội Tico nha. Bước hình rất đơn giản thôi á. Câu hỏi chính thức của chúng ta như sau. Khi muốn vượt xe tải, người lái xe phải làm gì là đúng quy tắc giao thông hết? Mời Kiều Ngân. Phải bóp kèn để xin ưu tiên. Sau đó thì mình sẽ nhá cái đèn gì đó, đá xi nhanh sang bên phía bên trái, và mình sẽ vượt từ phía bên trái vượt lên. Đây là một đáp án chính xác, chúc mừng. Thế nhưng các bạn thiếu một cái yếu tố này. Các bạn đá đèn xi nhan, các bạn bấm còi báo hiệu, nhưng các bạn phải chờ cho tới khi nào đủ an toàn thì chúng ta mới tăng tốc vượt lên. Thiếu cái từ đó rất quan trọng. Chứ nếu như mà đang ở một cái khuôn viên nó không an toàn thì mình vượt lên thì cũng nguy hiểm cho xe của mình và xe của những người đang lái trên đường. Chúc mừng các bạn đã có 2 điểm nữa, và đó chính là 5 bước sân ngày hôm nay. Kết thúc vòng 2, đội của xe ba gác có được 2 điểm cho đội của mình. Và đội xe túc túc các bạn có 4 điểm, chúc mừng. Yeah. Và tổng kết số điểm 2 vòng thi đấu, đội xe ba gác đang có 8 điểm và đội của xe túc túc có được 13 điểm, chúc mừng. Wow, rất là bình tĩnh. Chúng ta sẽ có một vòng cuối cùng để quyết định xem đội nào bước đến vòng cuối mang giá trị tiền thưởng 50 triệu đồng. Còn đội còn lại mà thua một cái là về trắng tay nha. Quyết tâm lên. Sẵn sàng chưa? Sẵn sàng. 1, 2, 3. Yeah, yeah. Hai đội chơi đã sẵn sàng, chúng ta hãy cùng nhau đến với vòng 3 được mang tên Vượt Chướng Ngại Vật. Xin mời. Chúng ta đã cùng nhau quay trở lại với chương trình Về Nhà Đi Anh. Và đây là vòng rất là vận động thể thao dành cho hai đội chơi mang tên Vượt Chướng Ngại Vật. Luật chơi vòng 3, Vượt Chướng Ngại Vật. Hai thành viên của mỗi đội sẽ phối hợp để tham gia thử thách vận động. Đội chơi chiến thắng sẽ nhận được 10 điểm, đội thua sẽ không có điểm. Kết thúc 3 vòng thi, đội chơi có điểm số cao hơn sẽ bước tiếp vào vòng đặc biệt. Đội còn lại sẽ dừng cuộc chơi tại đây. Vòng này sẽ là vòng quyết định. Anh chỉ có 10 điểm thôi. Một đội thắng sẽ có 10, một đội thua thì sẽ có 0 điểm. Tỷ số hiện nay đang thuộc về đội xe túc túc ha. Cho nên là các bạn phải cố lên giữ vững phong độ. Còn đội của xe ba gác thì các bạn phải vượt lên chính mình, bằng phải được. Thắng cho bằng bạn bằng bè, đúng chưa? Luật chơi của trò chơi này rất đơn giản như sau. Chúng ta sẽ có 2 thành viên, đúng không ạ? Sẽ có 2 vị trí. Đây là vị trí xuất phát. Thành viên đầu tiên sẽ phải bịt mắt của mình lại và cầm quả banh ở trên tay. Sau đó các bạn sẽ không thấy gì cả, nhưng mà các bạn sẽ phải mò đường, di chuyển làm sao. Các bạn phải chỉnh cái chân. Nếu như đụng cái chướng ngại vật này, các bạn sẽ phải né, vượt qua theo đường zigzag như thế này. Và các bạn sẽ phải đi vào trong bánh xe với sự chỉ đạo của cái thành viên còn lại của mình đó. Các bạn có quyền nói đó, để chỉ cho thành viên đầu tiên của mình đi. Sau đó qua tới đây, các bạn sẽ đưa quả banh cho người thứ hai. Người thứ hai sẽ phải đeo chân vịt của mình và từ vạch xuất phát này phải sút làm sao cho quả banh vào trong khung thành của chúng ta. Khi đó các bạn sẽ ghi điểm. Và nếu như đội nào có số lượng banh là 2 vào trong khung thành nhanh nhất, đội đó sẽ là đội chiến thắng với số điểm là 10 điểm cho mình. Ok. Cái này anh thấy kinh nghiệm á, dành cho người đầu tiên á, khi mà họ đi thì người thứ hai phải nói ha, bên phải anh ơi, bên trái anh ơi ha, để cho cái thành viên đầu tiên này đi cho nó dễ hơn. À, giống như thông điệp của trò chơi này, khi mà chúng ta đang lưu thông ở trên đường thì bên cạnh cái việc chúng ta phải nhìn bằng mắt thì chúng ta vẫn phải nghe bằng tai nữa để quan sát mọi thứ xung quanh và những cái tiếng kèn xe lớn đó để mình báo hiệu, để mình tránh, để cho an toàn cho bản thân mình. Ok, rồi bây giờ xin mời hai đội trưởng mình quảnh tù xì đi. Để đội nào đội thi trước? Đội em thi trước chứ nhở? Thua thi trước hả? Ừ. Muốn gì không? Muốn. Thường thi sau hay có kinh nghiệm từ đội thi trước? Trước sau thì cũng lên dĩa.
Được không? Nếu mà em muốn thì đội chị nhường cho em á. Rồi bây giờ mình bên kia nhường thì mình đi đúng không? Một tràng pháo tay cho đội xe ba gác. Mời các bạn. Em gái ơi. Dạ. Với sự chỉ đạo của thành viên Tico của mình, ráng lắng nghe anh ấy nhé. Thời gian chuẩn bị 3, 2, 1 bắt đầu. Nhanh lên chút xíu, nhanh lên chút xíu, nhanh lên. Rồi qua, bước qua trái, bước qua trái một. Đúng rồi. Rồi bước qua một chút xíu nữa. Hay rồi, quá. Bước lên, ok rồi, qua qua phải, qua phải, qua phải. Rồi rồi lên, rồi bước lên chút xíu, bước lên chút xíu. Có lên. Đi lên, đi lên, đi lên. Lui lui, đi lên, đi lên, đi lên, đi lên, đi lên luôn, đi lên, đi lên luôn. Cẩn thận rồi, bước lên. Rồi bước lên nữa. Rồi bước lên nữa. Rồi bước lên nữa, bước lên nữa. Nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên. Quá dữ. Một bước nữa, một bước nữa, rồi qua đây, rồi qua đây, qua đây, qua đây. Chẳng thời gian. Trời ơi, cái gì vậy? Đưa cho bạn, để bạn chơi. Không có được cản bạn như vậy. Trò chơi chừng trò chừng nào mới thắng, bà ơi, đi về. 2, 3, suốt nào em. Trời ơi, cái này. Về đi anh, hãy cho. Ok. Em. Thôi, đi về bển đi. Ừ, đi qua đây, đi qua đây, đi theo anh, đi theo anh. Chạy, 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 chạy. Đi lại, đi lại. Không vô, không vô. Không vô, tiếp tục, tiếp rồi, tục. Bước lên, bước lên, một bước nữa, một bước nữa. Rồi, bước qua phải. Một bước. Không rồi, được okay. Chạm vào. Bước lên, bước lên. Không được chạm vào bước bạn lên. Nha. Bước lên, rồi qua trái, qua trái, qua trái. Rồi, bước lên, bước lên. Qua phải lại. Hình như Tico bị sai lên. Cái hướng này bước sao lên, bước lên, bước lên luôn. Kêu qua trái mà bảo qua bước phải lên, bước lên, bước lên nữa. Một cái nữa, một cái nữa. Không được, không được đụng vào bạn, không được đụng vào bạn. Không được, không, không được, chạy về trước luôn, đi về. Cố lên đi con. Trời ơi, trời ơi, trời ơi. Chạy về, chạy về. Phải cho, em không có cản, chị không có cản em cho đi con. Từ từ, đứng yên đây, đứng yên đây. Hình như có môn đá banh không phải sở trường của em thì phải. Chị không đá được luôn á. Bước lên, bước lên, bước lên, bước lên, bước lên, rồi. Lên, bước lên chị ơi. Qua phải, à, qua trái chứ lộn. Rồi, bước lên. Rồi, qua phải. Rồi, bước lên. Rồi, qua lại trái. Rồi, bước lên. Chị định hướng cũng dở. Ok. Bước lên luôn, bước lên luôn, bước lên luôn, bước lên luôn. Rồi, bước qua cái nữa. Cẩn thận cái chân té á. Trời ơi, sao đá khó quá à. Thật sự đá cái khó móc của anh ơi, đá cái mũi này nè. Nè, mà đá cái mũi này là dễ hơn vô hơn nè. Dứt lên. Nó mềm xèo quá. Học cái ngay rồi em đi, dứt lên luôn, dứt lên. Dứt mạnh lên. Rồi, dứt mạnh lên. Rồi, chào. Tiếp tục. Rồi, bước lên, bước lên, bước lên, bước lên. 2 phút 10 giây rồi. Bước lên cái gọi qua phải. Từ từ thôi. Trái, trái. Bước lên. Bước lên, bước lên. Rồi, qua trái. Thẳng nữa luôn. Thẳng nữa luôn. Rồi, bước qua phải. Bước qua trái. Rồi, đứng yên. Bước vô, bước vô, bước vô. Bước vô. Bước vô cái nữa. Em nghe tiếng thì cô thôi. Bước vô cái nữa. Anh, cái đó có lấy nào. Đẩy đó, đẩy đó. Thôi, không cho nữa. Không cho đụng trái banh kìa. Dứt lên. Đá banh em kìa. Không có được. Thời gian dành cho đội của Tico ghi điểm đó chính là 2 phút 41 giây. Chúc mừng. Và bây giờ sẽ là lượt chơi của đội Kiều Ngân. Xin mời. Kiều Ngân ơi. Dạ nghe. Nãy anh thấy em phá bạn dữ lắm nha. Và để coi lần này bạn có phá lại đội của mình hay không. Cầm banh đi. Nè. Thời gian 3, 2, 1, bắt đầu. Rồi bước lên trên, qua phải, qua trái, qua trái, qua trái. Rồi bước lên, đi lên, đi xuống, đi xuống, đi lên, đi xuống, đi lên, đi xuống. Hạ Vui à, nghe em thôi, nghe em thôi nè. Đúng rồi. Rồi bước lên. Lên. Bước lên lộn mèo nè, lộn mèo nè. Rồi mình nhảy ba cái nè. Bước lên nữa, rồi. Bước lên trước nè. Bước lại, bước lại. Bước lại. Rồi mình qua trái, qua phải. Rồi. Cái gì vậy? Thua bây giờ 50 triệu đó. 50 triệu đó. Cố lên chị ơi, cố lên. Qua trái, qua trái. Rồi qua trái, qua trái, qua trái. Rồi bước một bước. Đi thẳng, đi thẳng 3 bước, đi thẳng 3 bước. Ủa sao không nói nữa, bé kia. Bước qua trái 2 bước. Trái đâu? Qua trái, qua trái. Ê, lùi lại, lùi lại một chút thôi. Qua trái chị ơi, lùi lại một chút. Lùi lại một chút thôi, lùi lại một chút. Qua trái chị ơi. Lùi lại nữa đi. Lỗ là ở đây rồi. Đi thẳng 3 bước. Qua trái, qua trái, qua trái. Qua trái, qua trái. Thẳng, thẳng, thẳng. Bước qua trái. Đi thẳng thôi. Bước nữa, bước nữa. Bước nữa, rồi, bước lên trên. Rồi, rồi, đi lùi, đi lùi. Rồi, bước qua phải. Qua trái, qua trái, qua trái. Chị đang chính giữa hai cái ổ. Qua trái luôn. Rồi, rồi, rồi. Rồi, bước lên trên, bước lên trên. Rồi, rồi, đây, đây. Thôi, lùi về qua phải, bước vô qua luôn. Phải. Bước vô. Qua phải, qua phải. Rồi, bước vô, bước vô. Lùi hai bước. Bước vô. Ủa, rồi, bước vô. Rồi, bước vô. Không, cái này chạm được mà, cái này chạm được. Rồi, bước ra luôn, bước ra luôn, bước ra luôn. Lùi lại, lùi lại. Rồi, ok, ok, rồi, đi. Bước qua luôn. Rồi, rồi, cái này luôn bây giờ. Rồi, quăng banh luôn. Quăng banh luôn. Nhanh lên ơi. Rồi, vô. Rồi, bước qua trái một bước. Qua trái, 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 qua trái,
Có phải. Qua phải hai bước. Bạn lên một chút về nữa. Chỗ. Lên một chút nữa. Bước. Lên một chút nữa. Đúng rồi. Rồi bước qua trái. Bước qua trái. Hai bước. Chân chạm. Trời ơi, bước thôi đừng có tiến lên. Rồi. Đúng rồi. Rồi lên luôn, lên luôn, lên luôn, lên luôn, lên luôn, lên luôn. Lên luôn, lên luôn. Bên phải cơ. Lên luôn. Lên luôn, lên luôn. Lên luôn, lên luôn. Lùi xuống một chút. Rồi rồi, bước qua phải, bước qua phải. Lên luôn. Bước qua phải nhanh lên. Đúng rồi. Rồi bước qua. Nhanh nhanh nhanh. Rồi bước qua đây, 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 đây. Rồi tiến một bước. Bước lên, bước lên. Mạnh lên, rồi, bước vô. Qua phải luôn. Bước lên. Và nữa, nhanh nhanh nhanh. Qua phải. Qua phải bước luôn. Đúng rồi. Qua phải. Rồi đây. Qua phải. Bước luôn. Quý vị thân mến, với việc đưa hai quả banh vào trong lưới với số lượng thời gian là 2 phút 26 giây, đội chơi chiến thắng ngày hôm nay xin được chúc mừng cho đội xe Túc Túc. Yeah. Chúc mừng các bạn. Cho Minh Sùng hỏi cảm giác của đội không may mắn chiến thắng nghe ngày hôm nay. Nghe kêu, mà tức. Kêu mà tức á. Đúng. Bé, sao em? Cảm xúc em như thế nào khi đến với chương trình này? Ngày hôm nay em cập nhật được những cái biển báo nè, rồi những cái hướng khi mà mình điều khiển xe làm sao mà cho đúng để không có vi phạm. Dạ. Yeah. Còn Tico thì sao? Ngày hôm nay được đồng hành với một bạn trẻ và đặc biệt là một cái game show với một cái ý nghĩa nó rất là khác so với những gì mà mình đã từng tham gia. Ngày hôm nay em củng cố được cho mình rất là nhiều kiến thức về giao thông. Chỉ qua một cái trò chơi này thôi mình sẽ thấy một đơn giản thôi. Khi buồn ngủ sẽ không được lái xe cho mọi đúng. Người là buồn ngủ không được lái xe. Mà em có một thói quen khi đi quay, ngày xưa em lái xe á, em dạ. đi quay em hay bị buồn ngủ lắm. Bởi lý do là bây giờ em đi quay em không bao giờ được lái xe. Tại vì em thấy rất nguy hiểm. Chính xác. Nên là em nghĩ là sau cái game show này mình có rất nhiều kiến thức để cho sắp tới mình sẽ thi bằng lái xe ô tô. Năm nay á là cái luật cũng hơi khó hơn tí xíu. Cho nên là chúc thì cho em sẽ phải chuẩn bị nhiều hơn đó. Đúng rồi, thi một lần là đậu ngang. Chuẩn bị hành trang tất nhiên là một lần phải đậu rồi xong. Rồi nói đùa như vậy thôi chứ mà thực sự ra Tico đã chia sẻ một cái thông điệp cũng khá là hay là khi mà chúng ta không có sức khỏe tốt nè, khi mà chúng ta buồn ngủ nè, không tỉnh táo nè, cũng không tập trung nè, chúng ta không nên sử dụng phương tiện lái xe trên đường, và đặc biệt hơn hết là với trò chơi này phải lắng nghe nữa. Kiều Ngân, bạn muốn nói gì với đồng đội của mình không? Khôi nè. Thôi em nói với đội bên kia chứ. Thôi chị xin lỗi em, hồi nãy là chị chơi cho vui thôi chứ chị không có nghĩ là chị ơi chị chơi cho vui mà con bé nó buồn đó. 50 triệu lận đó và đã có rất là nhiều người chơi chiến thắng được số tiền này. Thiệt hả? Nếu mà chị chiến thắng chị sẽ chia cho em. Là không, tiền riêng của chị nha, chị sẽ chia cho em. Tại vì phải chia cho bạn phải không? Đúng rồi, đúng rồi. Chị tiền riêng của chị thôi, chị sẽ anh chia nữa, cho anh. Anh nữa, không, anh em cũng... đâu có phá anh gì đâu, anh ở trong tim em. Không, còn chị. Em nữa. Không, không, chị chỉ sợ bé buồn thôi. Em cũng cần tiền mua xe mà. Chị đãi đi ăn. Đó. Chúng ta vẫn còn một vòng cuối cùng nữa dành cho đội chiến thắng ở vòng 3 này. Xin được chúc mừng cho đội xe Túc Túc. Và bây giờ đừng chuyển kênh, chúng tôi sẽ quay trở lại với vòng cuối mang tên Về Nhà Đi Anh. Luật chơi vòng 4, Về Nhà Đi Anh. Đội chơi sẽ trả lời một trong hai gói câu hỏi của chương trình. Đối với gói câu hỏi trắc nghiệm, đội chơi sẽ có thời gian 1 phút 30 giây để trả lời. Đối với gói câu hỏi tự luận, đội chơi sẽ có thời gian 3 phút để trả lời. Mỗi đáp án đúng thì đội chơi sẽ chinh phục được một cột mốc tiền thưởng. Quý vị thân mến, đây là vòng cuối cùng của chương trình Về Nhà Đi Anh. Cùng tên luôn ạ, Về Nhà Đi Anh. Rồi, mời Ngân lên đây bốc thăm. Chúng ta sẽ có hai gói câu hỏi, những câu hỏi trắc nghiệm và những câu hỏi tự luận. Trời ơi, cái nào dễ hơn anh? Cái nào cũng khó. Đúng thiệt hả? Đùa thôi, cái nào cũng dễ trơn á. Trộn lên, trộn lên, trộn lên. Đó. Thôi anh bóc cho em đi, em tin tưởng anh. Tặng em cái này. Cảm ơn anh. Mời em về coi với đồng đội. Đây và đây là trắc nghiệm. Những câu hỏi trắc nghiệm dành cho đội xe Túc Túc. Và để xem thời gian của chúng ta có làm khó hai thành viên này hay không. Mời các bạn biến hình chiếc xe nhỏ thành chiếc xe bự. 2, 3. Gây. Xe đã sẵn sàng. Cột mốc 1 triệu đồng là cột mốc đầu tiên. Trả lời đúng một câu các bạn sẽ được số tiền thưởng như vậy: 1 triệu, 3 triệu, 6 triệu, 10 triệu, 20 triệu và 50 triệu. Đó, nhiều lắm, rất là nhiều tiền thưởng nha. Câu hỏi thứ nhất như sau. Khái niệm đường phố được hiểu như thế nào là đúng? A. Đường phố là đường đô thị gồm lòng đường và hè phố. B. Đường phố là đường bộ ngoài đô thị có lòng đường đủ rộng cho các phương tiện giao thông qua lại. A.
À, chính xác. Câu số 2. Để điều khiển xe ra khỏi đường cao tốc, người lái xe phải thực hiện chuyển sang làn đường phía bên phải. Nếu có làn đường thì giảm tốc độ và cho xe chạy trên làn đường đó trước khi rời khỏi đường cao tốc là đúng hay sai? Sai. Sai là một đáp án. Chính xác. Câu số 3. Người lái xe phải giảm tốc độ thấp hơn tốc độ tối đa cho phép đến mức không nguy hiểm trong các trường hợp nào sau đây? A. Có biển báo nguy hiểm. B. Có biển cấm dừng xe, đổ xe. A. Đáp án chính xác. Câu số 4. Phương tiện giao thông đường bộ gồm những loại nào? A. Phương tiện giao thông cơ giới đường bộ. Phương tiện giao thông thô sơ đường bộ. B. Phương tiện giao thông cơ giới đường bộ. Phương tiện giao thông cơ giới và xe gắn máy chuyên dùng. B. Chưa chính xác. Đáp án A mới đúng. Câu hỏi tiếp theo. Người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy, kể cả xe máy điện, các loại xe tương tự xe mô tô và các loại xe tương tự xe gắn máy chạy quá tốc độ quy định từ 10 km đến 20 km/h bị phạt bao nhiêu tiền? A. Từ 400 đến 800 ngàn đồng. B. Từ 500 tới 1 triệu đồng. B. Chính xác. Câu hỏi số 6. Hết thời gian. Yeah. Và các bạn đã dừng lại ở cột mốc là 10 triệu đồng. Chúc mừng. Wow, 10 triệu là một con số cũng khá là cao đúng không ạ? Nhưng mà rất là tiếc khi mà chúng ta không trả lời được hết những cái câu hỏi của chương trình. Sao? Cảm xúc của mình như thế nào khi được 10 triệu? Khôi quá giỏi, em không biết gì luôn á, Khôi trả lời không à. Anh không nghe tiếng em luôn, anh không nghe tiếng em luôn. Anh tập trung anh đọc, mà anh nghe tiếng Khôi trả lời không à. Em tập trung em nghe anh đọc thôi. Dạ. Yeah. Chưa kịp hiểu câu trả lời nữa là Khôi đã trả lời rồi. Khôi, sao dạ. Em? Đây là những cái kiến thức mà em đã biết, em đã từng đọc qua hay là như thế nào? Dạ, những cái kiến thức em vừa mới thi bằng lái xe xong. Dạ. Và nhất là cái kiến thức cuối cùng á, phạt bao nhiêu tiền á, em mới bị phạt hôm bữa. Cho nên là mình biết luôn. Dạ, biết luôn. Em nhớ rồi, em có trả lời câu đó sai. Hay quá em. Nhưng mà không, đồng đội của mình cũng khá là giỏi, cho nên là chúng ta là một đội mà đúng không? Các bạn xứng đáng nhận được 10 triệu đồng. Chúc mừng. Và chắc chắn đây là số tiền thưởng 10 triệu đồng dành cho đội thắng cuộc ngày hôm nay. Chúc mừng. Nè, anh nghĩ là đây là một cái game show nó rất là khác biệt so với những cái game show giải trí khác. Thế không biết là sau khi mà trải qua những cái vòng thi đấu của chương trình này, được đến với những cái tấm biển báo nè ha, rồi những cái tình huống giả dụ ở những cái sa hình mà chúng tôi thử thách các bạn có rút được một cái kinh nghiệm gì đó để chia sẻ đến với tất cả quý vị khán giả không? Thật sự thì khi đến với chương trình hôm nay thì là một chương trình rất là ý nghĩa. Thì em muốn gửi gắm đến toàn bộ khán giả xem chương trình là một cái thông điệp, đó là đã uống rượu bia thì không nên lái xe. Cái này là anh hoàn toàn đồng ý luôn á. Mà nếu như mà đã muốn uống rượu vui vẻ cùng bạn bè rồi thì chúng ta sẽ đi taxi ha, hoặc là có người mà không uống rượu để có thể lái, để có thể đưa chúng ta về nhà như vợ chồng vậy đó. Thấy không, chồng uống thì vợ chở, vợ uống chồng chở vậy thôi. Ủa anh giả dụ thôi nha, chứ không ai nữa. Còn em sao Ngân? À, em thì hay đọc ngôn tình lắm nên em sẽ nói một câu ngôn tình. Dạ. Trong ngôn tình người ta nói là kiếp trước mà ngoái đầu 500 lần thì kiếp sau mới gặp một lần. Thì mắc gì gặp nhau, biết đâu trên đường đời tấp nập gặp nhau có một lần thôi. Thì mắc gì ví dụ như lỡ gặp nhau mà gặp hơi mạnh, va chạm với nhau. Dạ. Mắc gì mình phải nặng nhẹ với nhau nhờ. Đúng. Mình cứ nhẹ nhàng từ tốn, một người xin lỗi, hai người xin lỗi, thế là cười là đi luôn. Trời đất ơi, dễ thương. Đó, ví dụ như mà những cái chỗ ủng xe, dạ, ủng tắc giao thông, rồi những cái lô cốt ai cũng gấp hết trơn á. Đúng. Mình gấp, người khác cũng gấp, nhưng mà mọi người nở với nhau một nụ cười, tự nhiên thấy cuộc đời vui hơn. Dạ, nhưng đừng cười một mình nhiều quá em nhé, mắc công người ta tưởng mình bị tăng. Ôi cái cậu em hay mà. Thế cậu đang hay quên cái đoạn kia là cắt được vừa rồi nha. Xin được cảm ơn hai người chơi của chúng ta, và đặc biệt tôi cũng mong muốn là từng tuần sẽ lan tỏa rất nhiều thông điệp hay về an toàn giao thông cho tất cả quý vị. Đừng quên mở TV vào lúc 21:15 ngày thứ sáu hàng tuần trên kênh HTV9 quý vị nhé. Chương trình Về Nhà Đi Anh do Đài Truyền Hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng với Công ty Truyền Thông Bi thực hiện. Mình xin chào và hẹn gặp lại vào tuần sau.